Chạy chơi không khỏi nắng, dầu Nga chảy khắp thế giới, châu Âu vừa cấm vừa mua đầy chứa trêu. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của trí thức Việt, các bạn thân mến. Các quan chức châu Âu thừa nhận, dầu thô Nga vẫn đang chảy vào thị trường châu Âu. Theo một báo cáo được công bố của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch CREA, phần lan công bố hôm 19 tháng 4, các nước phương Tây đã nhập khẩu các sản phẩm dầu trị giá 42 tỷ EUR từ các quốc gia đang tăng nhập khẩu dầu thô của Nga trong khoảng thời gian 12 tháng qua. EU, hầu hết các nước G7 và Australia tạm gọi là liên minh giá trần đã cấm hoặc hạn chế nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu của Nga, dẫn đến giá dầu và doanh thu xuất khẩu của Nga giảm đáng kể. Tuy nhiên, các quốc gia này đã tăng nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh chế từ các quốc gia đang trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga. Trong một năm qua, các quốc gia thuộc liên minh giá trần đã tăng nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh chế từ Trung Quốc tăng 3,6 triệu tấn hay 94%. Ấn Độ tăng 0,3 triệu tấn hay 2%, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1,8 triệu tấn hay 43%, UAE tăng 2,6 triệu tấn hay 23% và Singapore tăng 1,8 triệu tấn hay 33%. Trong đó, nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm dầu từ các quốc gia thứ ba là EU 17,7 tỷ EUR, Australia 8,0 tỷ EUR, Mỹ 6,6 tỷ EUR, Vương Quốc Anh 5,0 tỷ EUR và Nhật Bản 4,8 tỷ EUR. Được biết, xuất khẩu các sản phẩm dầu hàng tháng của Trung Quốc sang châu Âu và Australia tăng đột biến vào cuối năm 2022, vượt xa mức lịch sử. Trung Quốc đã tăng đáng kể xuất khẩu các sản phẩm dầu, đạt 2,9 triệu tấn vào quý 4 năm 2022, cao hơn 150% so với mức trung bình hàng quý năm 2022. Cảng Sika của Ấn Độ là cảng xuất khẩu sản phẩm dầu lớn nhất sang các quốc gia thuộc Liên minh Giá Trần và là cảng nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất thế giới từ Nga. Nhà máy lọc dầu của PetroChina ở Đại Liên, Trung Quốc là nơi tiếp nhận dầu thô của Nga lớn nhất trên thế giới do có một đường ống kết nối với Nga. Điểm đến của các sản phẩm dầu từ Đại Liên là Australia. Đáng chú ý 56% lượng dầu thô của Nga đến các quốc gia thứ ba đã được vận chuyển bằng tàu thuộc sở hữu và được bảo hiểm bởi các quốc gia thuộc Liên minh giá trần. EU đã cấm phần lớn nhiên liệu hóa thạch của Nga kể từ tháng 2 năm 2022, ngoại trừ số lượng hạn chế dầu thô, khí đốt vận chuyển qua đường ống, khí tự nhiên hóa lỏng LNG và các sản phẩm dầu mỏ nhưng khối lượng lớn dầu thô của Nga nguồn doanh thu lớn hơn khí đốt vẫn đang được vận chuyển ra thị trường toàn cầu, khiến một số chuyên gia nghi ngờ rằng dầu Nga đang tìm đường đến thị trường châu Âu qua cửa sau. Một tuyến đường tiềm năng vào châu Âu là đi qua đường ống Baku-Tbilisi-Ceyhan Azerbaijan hay cảng CEHAN ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nga đang vui mừng bởi xuất khẩu trong tháng 3 cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên theo dữ liệu từ cơ quan năng lượng quốc tế IEA, doanh thu từ dầu thô của Nga lại giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước. IEA cho biết xuất khẩu dầu Nga đã đạt trung bình 8,1 triệu thùng ngày vào tháng 3, đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Lý do là bởi mức giá giảm sâu đang thu hút các thương nhân sẵn sàng mạo hiểm để mua lấy những thùng dầu hấp dẫn này. Cơ quan này cho biết doanh thu từ xuất khẩu dầu của Moscow phục hồi nhẹ từ mức thấp trong tháng 2, đạt 12,7 tỷ đô la Mỹ, nhưng vẫn giảm 43% so với một năm trước đó. Các lệnh cấm đã buộc Nga phải tìm thị trường thay thế ở Trung Đông, Mỹ Latin và mở rộng nguồn cung ở châu Á. Tuy nhiên mức giá trần của G7 đã mang lại cho những khách hàng mới này đòn bẩy để thương lượng giảm giá. Các hạn chế quy định rằng người mua từ các nước thứ ba chỉ có thể truy cập các dịch vụ của phương Tây như bảo hiểm và vận chuyển nếu họ tuân thủ các giới hạn về giá cả. Theo IEA, giá xuất khẩu trung bình của dầu thô Nga ở mức 50,67 USD thùng, thấp hơn so với mức giới hạn 60 đô la Mỹ. Cơ quan này cho biết mức giá này cũng thấp hơn gần 2 USD thùng so với giá trung bình của tháng 2 năm 2023. IEA cho biết giá dầu Urans FOB Baltic và Biển Đen được giao dịch ở mức trung bình lần lượt là 44,46 đô la Mỹ và 44 USD thùng. Cơ quan này ước tính hỗn hợp ESPO cao cấp của Nga, vốn được chiết xuất để xuất khẩu sang châu Á-Thái Bình Dương đã được giao dịch ở mức khoảng 67,5 USD thùng. Theo IEA, các sản phẩm xăng dầu của quốc gia này vào tháng trước cũng được giao dịch dưới mức giới hạn 100 USD thùng và 45 USD thùng, tùy thuộc vào loại sản phẩm. Để đối phó với những hạn chế về giá của phương Tây, Nga đã cam kết cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng mỗi ngày so với mức cơ sở hồi tháng 2. IEA ước tính sản lượng dầu thô của Nga trong tháng trước là 9,58 triệu thùng ngày, chỉ giảm 290.000 thùng ngày so với mức của tháng 2. Cơ quan này cho biết quốc gia này đã bỏ lỡ mục tiêu cắt giảm trong tháng trước và dường như họ đang định tuyến lại các thùng dầu của mình đến các khách hàng mới. Cho đến nay, các quan chức Nga chưa đưa ra bất kỳ ước tính công khai nào về sản lượng dầu thô trong tháng 3. Theo các nguồn tin trong ngành, quốc gia này đã bơm trung bình hàng ngày 1,28 triệu tấn dầu thô vào tháng trước. Điều đó tương đương với hơn 9,4 triệu thùng mỗi ngày, giảm nhẹ so với mức trước cắt giảm. Tuy nhiên với doanh thu hiện nay, xuất khẩu dầu thô tăng vọt là một điều đáng lo ngại đối với Nga. Thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện không mong manh như cuối năm ngoái nhưng vẫn có những khả năng dễ bị tổn thương, giá có thể tăng lên mức 200 đô la Mỹ hoặc cao hơn. Năm ngoái, các thương nhân đặt cược vào giá dầu sẽ đạt 200 đô la Mỹ các nhà quản lý quỹ phòng hộ cảnh báo giá dầu thế giới có thể đạt 250 đô la Mỹ trước khi 2022 kết thúc. Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã hết lần này đến lần khác chứng minh sự kiên cường hơn rất nhiều so với những gì các nhà giao dịch đánh giá. Nhưng giá dầu ở mức 200 đô la Mỹ có còn là một khả năng hay không? Các nhà phân tích cho rằng điều này vẫn luôn xảy ra trong những tình huống nhất định. Đây chính là sự khởi đầu cho dự báo giá dầu 200 đô la Mỹ. Nhà phân tích Pierre Anduran thậm chí còn cảnh báo rằng dầu có thể tăng lên 250 đô la Mỹ vì nguồn cung của Nga có thể bị mất ở châu Âu mãi mãi. Hóa ra là phía châu Âu không mất nguồn cung của Nga mà chỉ đơn giản là đưa nó qua các nước thứ ba, vì vậy điều đó đã cứu nền kinh tế toàn cầu khỏi cơn đau đầu lớn do giá dầu gây ra, dầu thế giới sẽ luôn tìm ra cách. Không chắc giá dầu sẽ đạt 200 đô la Mỹ ngay cả trong một kịch bản leo thang vì rất khó có khả năng thị trường có thể chịu mức giá này trong bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng không phải là không thể. Xét về cơ hội, kịch bản này ít có khả năng xảy ra hơn kịch bản đầu tiên. Để đưa giá lên 200 đô la Mỹ, OPEC sẽ cần phải cắt giảm sâu hơn nhiều, nhưng quan trọng hơn, nhóm này sẽ phải muốn điều đó nhưng tổ chức này không muốn điều đó bởi vì 200 đô la Mỹ là một mức giá quá cao và nó sẽ làm giảm nhu cầu. Trong các động thái mới nhất, OPEC đã đề xuất rằng mức giá dầu giao ngay là khoảng 80 đến 90 USD thùng và họ đang cố gắng giữ giá quanh mức đó. Việc ngừng sản xuất có thể đẩy giá dầu lên cao hơn, ngay cả khi mức ngừng sản xuất nhỏ tới 400.000 thùng ngày. Tuy nhiên, việc ngừng hoạt động không làm giá thay đổi đột ngột đến mức đưa chúng nhảy vọt từ 90 đô la Mỹ lên 200 đô la Mỹ, vì vậy đây là một kịch bản thậm chí ít xảy ra hơn. Tất cả các dự báo giá dầu thế giới lên 200 USD thùng từ năm ngoái đều liên quan đến dầu mỏ của Nga. Tất nhiên, những dự báo đó không bao giờ tính đến khả năng Nga sẽ đổi người mua và châu Âu với Mỹ sẽ đổi người bán, đó chính xác là những gì đã xảy ra. Nước này đã công bố một số cắt giảm nhất định, nhưng một số nhà bình luận cho rằng những cắt giảm đó là kết quả của việc Nga không thể bơm nhiều như trước chứ không phải là hành động có chủ ý. Có thể thấy, nếu không có những hành động của Moscow thì giá dầu thế giới đã tăng cao đến mức phi mã, xét đến khía cạnh này, trong khi Nga cố xoay trở để cứu bản thân thì thế giới cũng được hưởng lợi. Và cuối cùng, kịch bản thứ tư được cho là thực tế nhất. Nó không diễn ra nhanh như những viễn cảnh trước, nhưng vẫn có thể đảm bảo xảy ra nếu không có gì thay đổi. Đó là kịch bản mà việc đầu tư dưới mức nhất quán sẽ thu hẹp nguồn cung, khiến giá không còn cách nào khác ngoài tăng lên. Ả à Dập Xê Út và các nhà sản xuất đá phiến của Mỹ cũng có cảnh báo tương tự, và G7 vừa tuyên bố họ sẽ không khuyến khích sản xuất thêm dầu và khí đốt. Tất nhiên, tuyên bố đó đáng giá hơn và đó là hy vọng lớn nhất của thế giới rằng giá dầu sẽ không sớm đạt 200 đô la Mỹ nếu có nếu các chính phủ nghiêm túc về nhiên liệu hóa thạch không suy giảm thì nguồn cung dầu của thế giới sẽ gặp rủi ro các nhà phân tích thích nói rằng phương pháp ngăn giá dầu cao bằng chính giá cao và họ đã đúng một cách rất hiệu quả để kiểm soát giá của một mặt hàng là để nó tăng cao đến mức làm tê liệt nhu cầu nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mặt hàng đó cũng thiết yếu như dầu mỏ việc không sử dụng dầu đưa mọi người quay ngược thời gian về một thời kỳ giàu có đơn giản nhưng kém phong phú hơn rất nhiều ngay cả việc đầu tư dưới mức nhất quán vào hoạt động thăm dò dầu khí mới cũng có thể không đủ để đẩy giá lên tới 200 đô la Mỹ. Bởi vì ngành công nghiệp với sự trợ giúp của công nghệ sẽ luôn đáp ứng nhu cầu bằng cách điều chỉnh sản xuất. Các khán giả của tri thức Việt có suy nghĩ như thế nào sau khi xem đến những giây phút này của video? Hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé. Video hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.